Chào anh em, đây là Sam Blatter, phát hành lần đầu vào năm 2010. Tới năm 2014 bị đổi khuôn để giảm chi phí, nhưng trong set này thì được dùng khuôn gốc. Đây là một set gồm 8 xe, thì mẫu xe đó ở đây. Sau đánh các đồ họa. Đây có chữ for, có dàn đèn ở phía trên nóc xe, có cản trước, nội thất màu cam, đặc biệt là phần grill, phần hệ thống khung này là bằng nhựa được thiết kế rời so với bản đổi khuôn, thì toàn bộ cái khung này được đúc liền khối với bình nhiên liệu này. Và nhìn qua cản thì ta sẽ thấy chữ for nổi lên, chữ for. Hy vọng là anh em đã thích video ngày hôm nay và hẹn gặp lại.